Chào tất cả anh em của BN Gaming nha. Thì sau khi đã hướng dẫn tải và cài đặt fix các lỗi trên đấu trường chân lý mobile, thì có một số anh em đề nghị mình làm clip hướng dẫn về cách tạo đội hình trên mobile này, đặc biệt là trên phiên bản mobile nó như thế nào. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm clip hướng dẫn sơ qua cho anh em cách mà để mà xây dựng một đội hình mạnh ở trên phiên bản mobile. Và đầu tiên là video này sẽ hướng dẫn cách anh em tải trận và xây dựng đội hình Darkstar hay là đội hình Hắc Tinh đó. Ok, trước tiên thì mình sẽ sơ lược qua cái đội hình này nó sẽ như thế nào. Thì nếu anh em nào đã biết thì trong phiên bản 10.6 của mùa 3 này á, thì chắc chắn đội hình Hắc Tinh đấu trường chân lý này thì là một đội hình là đang làm mưa làm gió ở trên đấu trường chân lý với những con bài như là Sekko, Jhin và lỗi đam một cách phi lý. Đây là một tộc cực kỳ đáng sợ trong đợt thay đổi này, bởi sau khả năng sát thương thì phải nói là rất kinh thì khi mà sở hữu đủ 6 hắc tinh. Vậy thì làm thế nào để mà anh em có thể tối ưu hóa được cái sức mạnh này và tận dụng triệt để cái đội hình hắc tinh trong mùa 3 này tốt nhất, đặc biệt là trên bản mobile, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Đầu tiên về tướng thuộc hắc tinh thì có các tướng thuộc hắc tinh như là V4, Jhin, Sekko, Mordekaiser, Kama, Lux. Ok, đó là 6 tướng hắc tinh đầu tiên. Và nếu như anh em nào có 3 tướng thì nó sẽ có 50% sát thương cộng thêm, và nếu đủ 6 tướng thì anh em sẽ có được 80% sức mạnh sát thương cộng thêm. Đó là 6 tướng hắc tinh đầu tiên. Tiếp theo là đối với tướng thuộc bộ mật thám. Đối với mật thám thì chúng ta có tất cả 5 tướng, bao gồm Kai'Sa, Sekko, Fizz, Ekko, Khajiit. Thì nếu anh em nào có 2 mật thám nó sẽ kích hoạt 50% tốc độ đánh, còn từ 4 mật thám thì sẽ kích hoạt thêm 80% tốc độ đánh, đồng thời sẽ được hồi lại hiệu ứng sau khi hạ gục mục tiêu. Rất là lợi nếu như anh em kiếm đủ. Và đội hình hắc tinh mùa 3 này thì tướng Sekko sẽ là mối liên hệ mật thám và hắc tinh, nó sẽ liên hệ giữa mật thám hắc tinh. Chính điều này nên giúp tăng tốc độ đánh ngay đầu trận, sẽ là một cơn ác mộng cho team địch nếu như ai đó phía sau đội hình kẻ địch bị tướng mật thám đi Sekko để ý đến. Nó nghĩa là khi Sekko tấn công đấy, thì cho nên anh em nào á mà chơi cái này thì chúng ta tập trung và lấy Sekko trước. Tiếp theo là các tướng xạ thủ. Ở đây thì xạ thủ nó có gồm 3 tướng, bao gồm Caitlyn, Ace và Jhin. Chỉ cần có 2 tướng xạ thủ này thì anh em cũng đã thay gây thêm 12% sát thương dựa trên số ô khoảng cách giữa họ và mục tiêu. Ok, đó là tất cả các tướng bao gồm hắc tinh, mật thám và xạ thủ. Còn đương nhiên là một đội hình nào nó cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Thì đối với đội hình này thì những cái điểm mạnh, những ưu điểm của nó là những cái gì thì mình cũng sẽ phân tích trên đây luôn. Đầu tiên, đội hình này thì về điểm mạnh, đội hình thì rất là nhiều tướng mạnh như là Ekko, Sekko, Mordekaiser, Jhin này rất là mạnh. Và đội hình hắc tinh đấu trường chân lý 10.6 này thì khá là dễ hoàn thành toàn bộ, bởi các vị tướng đội hình này thì nó rẻ, đặc biệt là giá nó rẻ, không có tướng nào 5 vàng. Thì thuộc dạng bổ rẻ mà ngon nữa, thì sát thương khủng, khống chế tốt, chống chịu trâu, đó là những điểm mạnh. Ngoài ra thì nhờ cái sự kết hợp giữa hắc tinh và xạ thủ và mật thám nên chúng ta có thể build đội hình này tùy theo ý mình, chứ không nhất thiết là phải là hắc tinh thuần. Có nghĩa là anh em có thể cơ động chứ không phải là phải cái đội hình như thế này thì nó mới mạnh được. Ok. Và đội hình này thì nó mạnh ở mọi giai đoạn, đầu và giữa cuối game, đó là có một cái điểm mạnh rất là lớn. Và kích hoạt được buff hiệp lực có của 5 đến 6 hệ tộc chỉ với trong 8 tướng thôi, không cần phải đầy đủ, chỉ cần 8 tướng. Và bên cạnh những cái mặt lợi, những cái điểm mạnh đó thì sẽ có những cái điểm yếu, những cái nhược điểm của nó. Thì nhược điểm của nó là ở đây là gì? Đầu tiên là nó cần nhiều tiền. Đương nhiên là phải cần nhiều tiền mới xây dựng được. Tướng thì rẻ nhưng mà chúng ta phải cần phải có nhiều tiền là thứ nhất. Và các sát thương chủ lực sẽ hơi mắc nếu như muốn lên sao. Khi mà anh em muốn nâng nó lên thì lên sao mạnh thì nó phải tốn khá nhiều. Phụ thuộc vào dàn tướng chống chịu là Mordekaiser và G4, đòi hỏi bạn phải lên 3 sao. Anh em phải đủ 3 sao nha. Và cái nhược điểm cuối cùng mà chắc chắn cái đội hình nào cũng phải gặp phải, đó là nếu như các bạn gặp một cái đội hình nó khống chế lại thì chắc chắn các bạn sẽ ăn hành thôi.
Bởi vì không có một đội hình nào gọi là mạnh nhất hết. Nó chỉ mạnh khi mà đối thủ của mình không quá giỏi thôi. Còn khi đối thủ mà biết cách khống chế cái đội hình của bạn thì chắc chắn bạn sẽ toang thôi. Ok, sau khi đã phân tích về những cái đặc điểm của đội hình này và các điểm mạnh, điểm yếu của đội hình thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh em xây dựng cái đội hình này trong các giai đoạn của trận đấu nhé. Đầu tiên là giai đoạn đầu. Và đương nhiên là khi xây dựng cái đội hình này thì anh em sẽ lấy Sako làm hắc tinh. Sako sẽ là cái tướng chủ lực trong cái đội hình này. Và mặc dù là lấy cho Sako là một chuyện rất dễ, nhưng mà để làm cho nó mạnh lên thì đó là phụ thuộc về nhân phẩm của anh em nữa. Và tiếp theo là giai đoạn đầu game này thì các bạn nên chọn thêm ra ba hắc tinh nữa. À, giai đoạn này thì anh em nên chọn thêm ví dụ như là Yavan nè, Mordekaiser nè, Sako, Lux hay là Kama, tất cả đều được hết, chọn một chơi khoảng 3 hắc tinh thôi. À, tuy nhiên nếu như mà không chọn được 3 hắc tinh trong cái giai đoạn đầu á thì cũng đừng có lo, vì sẽ có giải pháp thay thế như là cho Yavan và Mordekaiser làm mà chống chịu. Tiếp theo là chọn thêm hai xạ thủ là Caitlyn và Ace là có đủ lực sát thương giai đoạn đầu game rồi. Rồi từ từ chuyển dần qua đội hình khác. Còn nếu không thì anh em có thể chọn những cái đội hình đầu game thì chọn những cái đội hình nói chung là linh tinh đi. Như mình thì ở video mình vừa làm thì mình chọn những cái tướng không có liên quan đến cái này, bởi vì mình không có tướng để chọn. Rồi sau đó mình mới xây cái đội hình này lên. Đầu game thì chắc nó không quan trọng, bởi vì đa số mình sẽ đợi về late game. Và chốt lại là nếu như đúng mong muốn thì đội hình hắc tinh lý tưởng giai đoạn đầu game thì sẽ như sau. Ở cấp 5 bạn nên có 3 hắc tinh, hai xạ thủ là và Yavan nè, Mordekaiser nè, Caitlyn, Ace và Kama là như thế là đủ rồi, đó là tuyệt vời rồi đó, đó là bạn nào nhân phẩm tốt thì mới được như vậy. Ok, đó là đầu game. Đầu game thì cũng không quá quan trọng. Và giữa game, đây là giai đoạn khá là quan trọng. Ở giai đoạn này nếu như mà không có khó khăn thì lúc này bạn sẽ đang ở 6 hoặc là cấp 7. Đội hình hắc tinh trong mơ của bạn lúc này sẽ là 6 hắc tinh như mình đã như các bạn đang thấy trên màn hình đây. Đó, 6 hắc tinh như thế này. Tuy nhiên, nếu như nhân phẩm mà không cao, nhân phẩm luôn đâu phải lúc nào nhân cũng cao đúng không các bạn? Thì trong cái trường hợp này á, bạn phải lựa chọn một phương án khác. Phương án tiếp theo là hãy lấp đầy những vị trí khác bằng các vị tướng hộ vệ và tiên phong, có nghĩa là chúng ta lấy những cái tướng khác ra, không nhất thiết phải lấy cái đội hình này. Bởi vì không phải lúc nào đợi, nếu như chúng ta cứ đợi như vậy thì nó sẽ chưa kịp xây xong đội hình là đã chết mất rồi. Ok, đó là giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn cuối game. Và tại thời điểm này là lúc nhân phẩm và nhược điểm của hắc tinh bắt đầu bộc lộ ra, bắt đầu là nó lay, bắt đầu nó kết hợp được rồi. Thì nếu như không đủ sát tinh trong đội hình thì bạn chắc chắn sẽ toang rất cao. Vì nếu như xây dựng một đội hình mà nó không đúng như vậy mà nó còn lộn xộn thì đương nhiên sẽ không ra một cái thứ gì hết, thì nó sẽ gây ra, sẽ lật ngược lại tình thế là bạn sẽ xây một cái đội hình không có một cái tính nhất thống. Và nếu có lên được cấp 8 hoặc cao hơn là cấp 9 thì hãy cho những tướng tiên phong hộ vệ lên sân. Như vậy thì team sẽ thống chống chịu và các tướng gây sát thương chính sẽ được bảo vệ hơn. Đó là trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Còn khi mà anh em đã xây được cái đội hình như mình đang đưa trên màn hình đây thì thôi quá ok rồi. Chắc chắn là top 1. Và tiếp theo là cái cách lên đồ của đội hình này. Vì Sako sẽ là cái nguồn sát thương carry chính, cho nên chủ lực trong đội hình này thì các bạn cần làm đó là cái con hàng ngon này thì đồ và trang bị của Sako chắc chắn sẽ là những đồ ngon nhất có thể. Và khi mà Sako đã có những món cần thiết thì bắt đầu chú ý đến những trang bị khác cho các vị tướng như là hắc tinh nè, xạ thủ nè, mật thám nè. Đó, chúng ta bắt đầu chú ý đến những tướng kia. Tại vì Sako thì nó chủ lực nhưng nó không thể nào gánh hết team được. Đồ cho Sako thì mình có thể ví dụ như là thương Sojin, trượng thiên sứ, hay là huyết kiếm, vô cực kiếm, cuồng đao, bàn tay công lý, vuốt rồng, vân vân. Tùy, có thể có những bạn có nên đồ hay hơn nữa thì các bạn có thể tự do sáng tạo thôi. Ok, như vậy thì trên đây mình cũng đã hướng dẫn cụ thể anh em cách chơi cũng như là xây dựng cái đội hình hắc tinh trong đấu trường chân lý mùa 3 lần này trên bảng mobile. Thì việc đặt vị trí các vị tướng thì anh em chỉ cần quan tâm đến Yavan và Mordekaiser. Còn các vị trí khác thì các anh em để sau, còn hai con tăng thì anh em để phía trước. Nói chung là cái này thì cũng tùy thuộc vào phong cách chơi của mỗi người. Thì anh em nào có những cái phong cách mới lạ, sáng tạo hơn, mạnh hơn thì có thể chụp hình lại và đăng lên cái group đấu trường và tốc chia đấu trường chân lý mobile và tốc chiến.
thì mình có để link dưới phần mô tả, anh em có thể vào đó và giao lưu cùng với mọi người. Ở trên đây thì cái video đây là mình đã thử nghiệm cái đội hình này, thì anh em xem nó như thế nào, nó có thật sự mạnh hay không. Thì mình thấy mạnh, nhưng có điều là ở đây cái nhân phẩm mình không tốt, cho nên chỉ có ở top 2 thôi. Thì anh em nào cảm thấy ok thì để lại cho mình một like. Còn ai có đề xuất gì thì có thể để lại phần comment, thì mình sẽ xem và tương tác lại với các bạn. Bởi vì trên PC thì rất nhiều người làm, nhưng mà ở mobile mới ra cho nên chưa có ai làm nhiều về cái đấu trường chân lý mobile này. Cho nên mình cũng làm một video để cho các bạn tham khảo. Còn ai có những góp ý về cái đội hình khác thì có thể để lại dưới video để mình nghiên cứu và làm thêm. Ok, anh em nào quý mình thì có thể để cho mình một like và một đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về tốc chiến và đấu trường chân lý mobile nha. Cảm ơn em. We'll be right back.
Thank you.